Trên thế giới, cựu Tổng thống Donald Trump bước vào phiên tòa lịch sử. Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân, Nga cảnh báo kịch bản thảm họa. Anh và Đức bắt nhiều nghi phạm làm gián điệp cho Trung Quốc. Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm. Lần đầu tiên ông Kim Jong-un chỉ đạo diễn tập mô phỏng phản công hạt nhân. Tại Việt Nam, 7 công nhân tử vong khi đang bảo dưỡng máy nghiền xi măng. Bắt được cá sấu dài gần 1 mét tại Hồ Câu ở Hà Nội. Hai nút giao trên cao tốc Bắc Nam bất ngờ đóng nhưng không có thông báo. Thông xe quốc lộ 1 qua đèo Cả sau sự cố sạt lở hầm bãi gió. Nguyên giám đốc công ty Tân Hiệp Phát cùng hai con gái hầu tòa. Bắt giam tài công tàu Hàng Châu gây tai nạn trên sông Tiền. Khỏe Tự Nhiên xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn Khỏe Tự Nhiên để cập nhật thông tin. Ngay sau đây là chi tiết chương trình trưa nay ngày 23 tháng 4. Mở đầu là thông tin, cựu Tổng thống Donald Trump bước vào phiên tòa lịch sử. Vâng thưa quý vị, phiên tòa xét xử vụ án liên quan tới khoản tiền bịt miệng của ông Trump với sao nữ Stormy Daniels khai mạc tại New York, Mỹ ngày 22 tháng 4 theo giờ địa phương. Đây là phiên tòa lịch sử ở nước này bởi lần đầu tiên một cựu Tổng thống bị truy tố hình sự và xét xử. Trước khi phiên tòa bắt đầu, ông Trump lên án vụ việc là hành động can thiệp bầu cử và nhằm chệch hướng nỗ lực tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 của ông. Ông nói với các phóng viên rằng đây là một ngày rất buồn ở nước Mỹ, là một cuộc săn lùng phù thủy đáng xấu hổ và nó lại xuất phát từ Washington. Ông Trump phải đối mặt với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để trả tiền cho bà Daniels nhằm bảo đảm cuộc hẹn hò ngoài hôn nhân năm 2006 của họ không bị lộ ra ngoài ngay trước cuộc bầu cử năm 2016. Phiên tòa này sẽ khiến cựu Tổng thống không thể tham gia chiến dịch tranh cử 4 ngày một tuần, trong khoảng thời gian có thể kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy một nửa số cử tri độc lập và 1/4 đảng viên Cộng hòa nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị kết tội. Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân, Nga cảnh báo kịch bản thảm họa. Hôm 22 tháng 4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong bối cảnh quan hệ Nga-Ba Lan đang căng thẳng. Ông khẳng định, tôi đã nói về chuyện đó vài lần rồi và tôi phải thừa nhận rằng khi lên tiếng về điều này, chúng tôi đồng thời tuyên bố đã sẵn sàng. Theo ông Duda, sở dĩ Ba Lan khẳng định lập trường theo tuyên bố này là do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng đất Kaliningrad giáp với Ba Lan và Litva. Ông nhấn mạnh thêm rằng việc Moscow đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Mỹ hiện triển khai vũ khí hạt nhân tại 5 quốc gia thành viên NATO, bao gồm Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày 22 tháng 4 tại Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết bất kỳ việc triển khai vũ khí hạt nhân nào của Mỹ ở Ba Lan sẽ phải tuân theo các bước cần thiết để đảm bảo an ninh của Nga. Nga và Mỹ cho đến nay đã nắm giữ hơn 10.600 trong số 12.100 đầu đạn hạt nhân của thế giới. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, tiếp theo là Pháp và Anh. Anh và Đức bắt nhiều nghi phạm làm gián điệp cho Trung Quốc. Cũng theo Reuters, ngày 22 tháng 4, cảnh sát Anh truy tố hai nam nghi phạm là gián điệp cho Trung Quốc, trong đó có một người được cho là từng làm nhà nghiên cứu tại Quốc hội Anh. Ông Dominic Murphy, người đứng đầu Bộ Chỉ huy chống khủng bố và cảnh sát thủ đô London cho hay, đây là một cuộc điều tra cực kỳ phức tạp về những cáo buộc rất nghiêm trọng. Cảnh sát Anh cho biết hai nghi phạm bị cáo buộc cung cấp cho Trung Quốc thông tin gây tổn hại nước Anh, vi phạm đạo luật bí mật chính thức. Hai người này sẽ xuất hiện tại tòa sơ thẩm vào ngày 26 tháng 4. Trong một diễn biến khác cùng ngày, tại Đức, ba công dân đã bị bắt vì nghi ngờ làm việc cho cơ quan an ninh Trung Quốc để chuyển giao công nghệ có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Bộ trưởng Tư pháp Đức nói rằng, vào thời điểm bị bắt, các nghi phạm đang đàm phán sâu về các dự án nghiên cứu có thể đặc biệt hữu ích cho việc mở rộng sức mạnh tác chiến trên biển của Trung Quốc. Về phần mình, Đại sứ quán Trung Quốc tại London và Berlin đều bác bỏ các cáo buộc của Anh và Đức, nói rằng những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm. Vâng thưa quý vị, hơn 80 trận động đất mạnh nhất 6,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực bờ biển phía đông Đài Loan, gây rung chuyển cả các tòa nhà ở Đài Bắc. Những cơn địa chấn này xảy ra trong đêm 22 tháng 4 và rạng sáng 23 tháng 4, tập trung chủ yếu ở huyện Hoa Liên, nơi trận động đất mạnh 7,4 độ Richter hôm ngày 3 tháng 4 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Cơ quan cứu hỏa Hoa Liên sáng sớm nay cho biết, một khách sạn vốn đã bị hư hại hồi đầu tháng và không còn hoạt động hiện hơi nghiêng về một bên. Tuy nhiên, không có báo cáo về thương vong.
Lần đầu tiên ông Kim Jong-un chỉ đạo diễn tập mô phỏng phản công hạt nhân. Ngày 23 tháng 4, KCNA đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một cuộc tập trận mô phỏng cuộc phản công hạt nhân. Cuộc tập trận diễn ra với sự tham gia của các đơn vị tên lửa đa nòng siêu lớn nhằm đánh trúng mục tiêu trên đảo cách địa điểm diễn tập khoảng 352 km. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được 300 km từ Bình Nhưỡng trước khi rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, thì Nhật Bản thông báo rằng tên lửa có độ cao tối đa là 50 km và rơi ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Vụ phóng ngày 22 tháng 4 diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm sức mạnh đầu đạn siêu lớn cho tên lửa hành trình chiến lược và phóng thử tên lửa phòng không mới ở Hoàng Hải. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang phần tin tại Việt Nam. 7 công nhân tử vong khi đang bảo dưỡng máy nghiền xi măng. Vâng thưa quý vị, vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Vào thời điểm này thì 10 công nhân chia làm hai nhóm bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3, trong đó nhóm 3 người đứng ngoài điều khiển, nhóm 7 người vào bên trong để sửa chữa. Tuy nhiên thì khi các công nhân đang làm việc, máy nghiền bất ngờ hoạt động khiến 7 người bên trong tử vong, 3 người bị hất xuống đất và bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện khiến cho máy nghiền bất ngờ hoạt động, công ty này đã tạm dừng các hoạt động sản xuất. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, kiểm tra quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến tại nhà máy. Một thông tin đáng chú ý tại Hà Nội, hôm 22 tháng 4, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người dân câu được cá sấu ở phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giới chức cho biết, cá sấu bị bắt vào chiều hôm trước dài khoảng 1 mét, nặng 4-5 kg. Xung quanh phường không có trang trại nuôi cá sấu, hiện chính quyền đang xác định nguồn gốc của con cá sấu này. Chủ hồ câu cho hay, hồ không nuôi thả cá sấu, có thể do trận mưa dông lớn đêm 20 tháng 4 tại Hà Nội, con cá sấu do gia đình nào đó nuôi nhốt bị sẩm ra ngoài, bơi vào hồ câu. Sau khi bắt được con cá sấu thì người câu đã mang đi bán. Theo quy định, cơ sở nuôi cá sấu phải có chuồng trại phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi. Cơ sở quản lý nào mà để cá sấu sổng chuồng gây thiệt hại cho người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tiếp theo là một số thông tin liên quan đến đường cao tốc. Hôm 22 tháng 4 khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 qua tỉnh Thanh Hóa, nhiều tài xế đã bất ngờ khi lối ra vào nút giao Thiệu Giang, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa và nút giao Đồng Thắng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn đã bị chắn bởi các tảng bê tông lớn. Một tài xế cho biết, 3 ngày qua xe cơ giới vẫn đi lại bình thường nhưng hôm nay thì bị chắn. Đơn vị vận hành tuyến đường cũng không có thông báo hay biển chỉ dẫn về việc này khiến nhiều tài xế bất bình. Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa cho biết hai nút giao đã hoàn thành, được thẩm định và đưa vào khai thác. Tuy nhiên thì hôm 22 tháng 4, chủ đầu tư dự án cao tốc là Ban Quản lý Dự án Thăng Long lại thông báo tạm dừng hoạt động hai nút giao với lý do một số điều kiện chưa đảm bảo an toàn, điện chiếu sáng và một số hạng mục chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nên cần có thời gian để khắc phục. Hôm nay ngày 23 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo việc tạm dừng sử dụng hai nút giao. Phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc Nam có thể chuyển hướng ra các nút giao như Đông Xuân, Vạn Thiệu hoặc là Gia Miêu. Trở lại với sự cố sạt lở hầm bãi gió từ 18 giờ hôm qua ngày 22 tháng 4, tuyến đường quốc lộ 1 qua Đèo Cả nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã thông xe trở lại sau 8 ngày bị cấm lưu thông để xử lý sự cố. 10 ngày trước đó, nhà thầu phá dỡ bê tông vỏ hầm bãi gió thì xảy ra sạt lở, gây gián đoạn tuyến đường sắt Bắc Nam. Do hầm nằm dưới đường Đèo Cả, ngành giao thông đã tạm đóng hoàn toàn với ô tô các loại từ chiều ngày 14 tháng 4 để khắc phục sự cố. Đến tối ngày 21 tháng 4, hầm đường sắt bãi gió đã khắc phục xong, các đoàn tàu khách, tàu hàng hoạt động trở lại bình thường. Nguyên giám đốc công ty Tân Hiệp Phát cùng hai con gái hầu tòa. Sáng nay ngày 23 tháng 4 tại Sài Gòn, ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, nguyên giám đốc công ty thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái Trần Uyên Phương, 43 tuổi, phó giám đốc và Trần Ngọc Bích, 40 tuổi, bị Tòa án Nhân dân thành phố xét xử. Theo cáo trạng, ông Thanh và hai con gái đã thực hiện 4 hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1.048 tỷ đồng, trong đó ông Thanh đóng vai trò chủ mưu. Tại phiên xét xử này, ngoài 4 bị hại thì tòa triệu tập 35 tổ chức cá nhân liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25 tháng 4.
Liên quan đến vụ tàu du lịch tông phà trên sông Tiền, chiều ngày 22 tháng 4, tài công tàu du lịch Hàng Châu là ông Phan Thành Được, 42 tuổi, ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Vụ va chạm xảy ra vào chiều 19 tháng 4 giữa tàu Hàng Châu với phà tại xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, khiến nam hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi trên tàu tử vong, hai du khách người Pháp và Đức bị thương 6-8%, tàu bị hư hỏng nặng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài công Được lái tàu không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa, dẫn đến va chạm với phà. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề tiếp theo.